Ngồi đi, lấy súp cho ăn hen. Tối hôm qua vợ chồng con ồn ào chuyện gì vậy? Không có gì đâu mẹ, chuyện nhỏ nhặt thôi mà. Mẹ tính qua coi, nhưng mà ba con nói là để cho tụi con tự giải quyết. Nè, mình là phụ nữ, nhường nhịn một chút cho yên nhà yên cửa, hiểu không? Dạ. Đó, ăn đi. Cảm ơn chị. Ăn đi, bổ lắm á. 5 loại củ, 6 loại đậu, hầm với xương. Ừ. Út Lành. Dạ. Bà đã dặn con biết bao nhiêu lần rồi, ở trong cái căn nhà này là phải có tôn ti trật tự. Mợ là mợ, xưng hô cái kiểu gì kỳ lạ vậy? Dạ không sao đâu mẹ ơi. Đó, bà thấy chưa? Đó cái gì? Coi mợ Lam ăn xong, lấy thuốc bổ cho mợ uống đúng giờ, sửa soạn đồ đi chùa cho bà hết chưa? Dạ con xong hết rồi. Ừ. Còn con nữa. Dạ. Ăn đi cho nó nóng. Hôm nay mẹ đi chùa, không có về nhà đâu. Thôi mẹ vô thay đồ đây. Sáng nay cậu Kiên đi sớm lắm á, không ăn sáng luôn. Mợ với cậu Kiên có chuyện gì hả? Không. Mà cái lúc ảnh đi anh có nói gì với chị không? Không. Nhờ mua mấy tờ báo á, để coi cái vụ mà đăng hình mấy bà bầu mình hởm bị dính thời trang á. Không trả lời luôn. Báo đó ở ngoài đường bán thiếu gì, sao chị không tự mua đi nhờ ảnh chi? Thì đó, nhờ xong mới thấy mình vô duyên. Mà thôi, để lát chị chạy ra chị mua. Mà thấy lạ nghe. Chị thấy anh Kiên có gì lạ hả? Không, không phải cậu Kiên, mà là bà. Sao? Hôm bữa bà nói là bà đi chùa, bà sẽ cho em đi theo á, mà sao hôm nay không cho ta? Mẹ thấy em mệt thì mệt, mẹ không cho đi theo là đúng rồi. Không, bà nhất quyết là phải cho em đi theo. Bởi vì bà nói á, cho em theo để cầu phúc cho em bé. Ủa mà sao hôm nay lại thay đổi sành sạch vậy ta? Thôi chị không nói với em nữa đâu, chưa phơi đồ đếm thôi đồ thúi. Ê, hả? Em nhờ chị cái này chút. Ừ? Lát khi nào mẹ đi á, chị vô phòng em chị dọn dẹp giùm nha. Cho dọn hả? Chứ bữa chị dọn á, em la chị là sắp xếp đồ đạc lung tung. Hôm nay khác rồi, hôm nay em muốn đi tắm. Cũng lâu quá rồi. Trời ơi, đừng nói chị là mấy bữa không tắm á nha. Chị nghĩ sao cũng được hết trơn. Em gửi chị. Ừ. Anna Nina xin cảm ơn. Cảm ơn chị. Chị dễ thương quá má. Ừ. Ủa Lam, mới tới hả? Đợi vì chút xíu nha. Ừ. Mọi người đi đâu hết rồi? Ờ, Mỹ Hồng thì đi gặp nhà báo, còn Quỳnh Đài thì đi gặp khách hàng rồi. Có chuyện gì không? Không, chẳng có chuyện gì hết trơn. Vậy hả? Đi qua đây tám chuyện được không? Được. Chờ vì chút xíu đi. Ê, sau buổi biểu diễn thấy cửa hàng mình làm ăn khấm khá lên ha. Ừ, giá trị của sự kiện là vậy mà. Với lại năm sau là năm tốt, thích hợp để sinh con, cho nên nhiều người tranh thủ có bầu để kịp sinh quý tử. Rành chuyện bầu bì ghê vậy đó. Vi có mấy đứa con rồi? Ờ, vợ chồng Vi chưa có đứa nào hết. Ủa vậy hả? Trời, xin lỗi nha, tại Lam không biết. Không sao đâu, con cái là trời cho mà. Ngồi chơi đi. Chắc có lẽ vợ chồng mình chưa có được cái phước phần đó. Lấy nhau cũng lâu rồi mà chưa có đứa nào hết. Chồng mình anh cũng sốt ruột lắm. Ừ,
Mà Phi còn trẻ mà, từ từ rồi cũng có thôi. Thì cũng biết là như vậy, nhưng mà có điều còn chồng với lại bên nhà chồng. Ừ. Hai vợ chồng đi khám chưa? Ảnh không có chịu đi khám, ảnh ngại. Biết ngay mà, mấy người đàn ông hay sĩ diện mấy chuyện đó. Còn Vi thì sao? Vi thì bác sĩ nói là bị buồng trứng đa nang, nhưng mà không phải là không có cơ hội mang thai. Ờ, vậy thì tốt rồi. Ừ. Thì cứ ráng đi, rồi từ từ vợ chồng sẽ có con thôi. Ừ, nhưng mà chồng mình chờ đợi lâu ngày quá, làm như anh cũng mất niềm tin hay sao á. Vợ chồng cứ lạnh nhạt dần à. Cái đó là hai vợ chồng phải cùng nhau hợp tác, phải đến từ hai phía. Ừ. Nhiều khi Vi chủ động đi, ví dụ như là hai vợ chồng rủ nhau đi ăn, hoặc đi xem phim, hoặc là hẹn hò giống như thời gian mới quen á. Ờ. Lâu lâu phải làm mới mình chút xíu, biết đâu được thì sao. Ờ. Ê, hay là có cách này nữa. Vụ gì? Hoặc là cái này nha. Sao? Không mắc cỡ nha. Nha. Được không? Được. Tôi chưa có thử bao giờ hết á. Thì cứ phải thử đi mới biết được. Thì tôi tôi thử cố gắng coi sao. Ừ. Ờ, nếu như vậy thì bà nhiều kinh nghiệm quá trời. Chắc anh Kiên anh cưng làm lắm phải không? Tôi thì chán lắm. Thì cũng chắc vậy á, nhưng mà phức tạp lắm. Từ lúc mà có bầu xong rồi, ổng cũng không biết chính xác là như thế nào nữa. À, chắc có lẽ là nhiều khi tại vì ảnh cảm giác là ảnh bị bỏ rơi, hoặc là ảnh cảm thấy ganh tị với đứa con thì sao. Hay là bây giờ làm thử, làm quay lại, làm chăm sóc, chiều chuộng ảnh thử coi. Từ trước giờ ảnh toàn là chăm sóc tôi không à. Bây giờ kêu tôi chăm sóc lại, tôi không biết là phải bắt đầu từ đâu nữa. Ảnh thích ăn món gì? Hình như là món thịt xào nấm đông cô. Đó, vậy thì bây giờ làm thử làm rổ tài nấu món đó đi. Xong rồi cây đem tới cơ quan tạo bất ngờ cho ảnh. Cảm động liền. Ờ ha. Biết đâu được ha. Đúng rồi. Ảnh sẽ rất là bất ngờ. Tự nhiên mọi chuyện khác. Cảm ơn nha. Chào chị. Ừ. Ơ, à, chị Lam, em chào chị. À, chị vô gặp anh Kiên chút xíu. Dạ thưa chị, hôm nay giám đốc không có ở trong công ty. Ủa, hôm nay ảnh không vô công ty làm hả? Dạ, hôm nay giám đốc không có tới à. Ừ, vậy chắc ảnh có hẹn với khách hàng. Em có lịch hẹn của ảnh với khách hàng không? Dạ, em không có chị. Ừ, ảnh cũng không gọi điện lên nói hôm nay đi đâu luôn hả? Dạ không ạ. Hay là em mời chị qua văn phòng ngồi chờ ảnh nha. Ừ, thôi được rồi, cảm ơn em. Dạ, em chào chị. Đây, đi hết. Đi được đi luôn đi. Ba cái đồ rác rưởi để trong nhà dơ. Đi hết. Dơ giấy nhà cửa. Ê, bà Nhã, bữa nay tôi phát hiện bà xả rác nha. Ê, nhà tao tao bỏ, tao không bỏ nhà mày. Đồ có thứ cha không nuôi mẹ không dạy. Mắc mới gì mày nói. Nhà của người ta mà nói. Bà Nhã, bà Nhã. Trời đất ơi. Đồng bài. Bắt dạy. Đổi đây, đổi bắt dạy. Tự nhiên liền vô nhà tao. Dẹp cái thứ rác rưởi. Trời ơi. Bà Nhã, bà giống con nít quá ha. Trời ơi, già mà còn khoái Tết dọn dẹp nhà sớm vậy. Vui quá ham Tết hen. Qua làm gì đây? Qua thăm bà nói chuyện chơi vậy thôi. Cảm ơn, tôi chưa có chết. Cừ cái bà này. Lẻo đẻo theo tôi làm gì đây? Qua nói chuyện chơi. Gì mặt hình sự vậy? Tôi qua tôi thăm bà làm gì thấy ghê vậy? Thăm tôi ngồi đây tôi mới chết á. Sao ngồi đây chết? Giờ phải ra chợ mua cái thứ gì đó bỏ vô miệng đã. Nhà này giờ như nhà quan chết chủ, không có ai. Trời ơi bà này, nhà sinh khí như vậy mà chết chủ gì trời. Sinh khí cái gì?
tìm thử thứ gì bỏ vô miệng có không? Con thằng con trai, lo cho nó vậy, tưởng đâu tuổi già nó lo lại cho mình, ai ngờ bây giờ bỏ đi theo má trẻ rồi. Trời ơi bà Nhã ơi, bà nói vậy chi cho tội cái miệng gì không biết nữa. Tôi thấy là con của chị á, thằng Quốc á, nó có hiếu với chị muốn chết luôn vậy à. Có hiếu, nó bất hiếu thì có. Thôi, đừng có nhắc tới nữa. Nó bị tai nạn, tôi thức đêm thức hôm chạy dạy tiền bạc lo cho nó lành lặn xong rồi khỏe mạnh. Bây giờ á, bỏ con già này đi theo con má trẻ, tức không? Thiệt á, bà biểu tôi đừng có nói thì tôi không nói, nhưng mà cái chuyện này tôi tức tôi phải nói à. Bà nhớ cái hồi mà thằng Quốc bị tai nạn không? Rõ ràng là con Qua bụng mang dạ chữa mà lúc nào cũng túc trực bên thằng Quốc 24/24. Cái này bà cũng thấy mà. Thôi 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 thôi, nếu mà tới đây á, nói mấy cái chuyện đó nữa, làm ơn làm phước đi về giùm tôi. Tôi nói tôi qua đây tôi thăm bà, nhưng mà tại bà nói tôi mới nói. Cảm ơn bà nghe. Giờ bà gặp tụi nó đó, bà nhắn lại giùm, tụi nó đi luôn đi. Nếu đi luôn á thì đi cho khuất mắt tôi. Nhờ tụi nó đi luôn á, bây giờ bà nhìn thấy tôi không? Khỏe, trẻ đẹp. Trời ơi, mà nếu mà nó muốn tôi chết á, nó về đây, tôi ngã cái đất ra tôi chết liền. Giờ về đi. Trời ơi, tao nói tao qua thăm mà cứ đuổi người ta về hoài à. Tôi đi chợ, giờ muốn ngồi đây thì ngồi. Kỳ cục không? Bất lịch sự. Khách khứa tới thăm, mình phải ngồi nói chuyện với khách. Tại sao khách ngồi đây mà mình đi là làm sao? Ờ, bà Nhã, quên nữa. Nè nè, bà con cứ tạp chí này đi, hay lắm. Con Qua, có hình con Qua trong này nè, nó bầu bì mà được lên báo nè. Không có rảnh để coi mấy chuyện này hen. Trời ơi, cô đi hay lắm đó. Muốn ngồi đây lắm hả? Ở đây đi, tôi đi chợ. Nhìn cái người trục lúc như nấm mỡ. Anh thấy á, hai mẹ con em thông đồng về việc này, tội cho con Lam thiệt. Thông đồng cái gì chứ, em với thằng Kiên làm chuyện tốt mà, để tích thêm đất cho cháu nội của anh mà. Anh không ủng hộ còn nói này nói nọ nữa là sao? Vậy sao em với thằng Kiên không nói cho con Lam biết? Nói làm gì, nó đang mang thai mà, lỡ nó không hiểu chuyện rồi có chuyện gì xảy ra làm nó mệt không? Với lại có em, anh lo cái gì? Cũng vì có em cho nên anh mới lo đó. Anh nói vậy là có ý gì chứ? Anh lo có em ủng hộ rồi thằng Kiên sẽ được nước rồi làm tới. Ủa, thằng Kiên là con trai của anh mà, anh không tin tưởng nó là sao? Thôi, anh không tranh cãi nhiều với em. Mà anh nói rồi đó, hai mẹ con em lo mà giải quyết với con Lam, không là lại có chuyện xào xáo nữa à. Em nhắc lại với anh một lần nữa, là có mặt em, anh không cần gì phải lo hết á. Giả lại con Quỳnh Thư nó là người thân, chẳng lẽ mình không ra tay giúp đỡ nó à? Bình tĩnh, bình tĩnh đã. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Sao không bắt máy của mình? Rõ ràng là ở bên cạnh cô ta cho nên mới không bắt máy của mình. Ta nói tình cũ không rủ cũng tới mà. Trung Kiên, Trung Kiên, dậy. Cái đồ ham hố này.
con bộ vợ đỏng đảnh khó ưa của anh á. Gọi riết à, mất hứng quá. Trời ơi, đúng là cái con bộ vợ hồng lam đáng ghét mà. Người ta đã không bắt máy là biết người ta đang bận rồi. Gọi hoài, cái đồ lì lợm. Hi, ta khinh. Sao? Vậy chứ giờ anh tính sao? Mệt quá. Được rồi, ngày mai anh sẽ ly dị con ả đó. Yeah, ly dị, ly dị, ly dị, ly dị. Được rồi. Tiếp tục nè. Nữa hả? Hả? Gọi hoài kìa. Trời ơi. Nè, 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 nè. Dạ. Làm gì vậy? Bắt máy đi. Chửi con ả đi. Lăng mạ đi. Hạ nhục đi. Không. Hả? Cái miệng vàng ngọc này của em thì ả không có xứng đáng để cho em chửi ả. Đúng vậy. Vậy thì bây giờ mình phải làm gì đây? Tắt máy đi anh. Tắt máy hả? Tắt máy. Biết anh đi em. Ôi xe anh đi. Rõ ràng là đang ở bên cạnh cô ta mà. Nên ba mẹ của anh ta cũng đang tìm cách đưa cô ta về nữa mà. Anh bắt máy đi, em có chuyện muốn nói. Anh không bắt máy thì sau này đừng gọi cho em nữa. Em biết là thời gian qua mình đã đối xử với nhau không tốt. Em sẽ để anh được tự do. Tại sao vẫn không trả lời mình? Rõ ràng đang cầm điện thoại mà. Chỉ là anh ta không muốn nói chuyện với mình thôi. Ông nhậu với tôi đi. Ông muốn gì tôi cũng chiều hết á. Chuyện nãy em bàn với anh, anh thấy có được không? Sao không được? Cái con vợ già của tôi á, nó lấy tôi á
là nó tù 18 kiếp rồi. Mày đặt nhờ cái con mẹ lần sư, mày đặt hù ra chính quyền, tôi đâu có sợ. Diện vòng quá à. Thôi vô đây. Vô. Vậy là anh chịu rồi nha. Tới ngày người ta phỏng vấn, anh phải ra làm chứng, kể hết mọi tội lỗi của cô ta trước mặt báo chí. Bảo đảm cô ta sẽ không bao giờ dụ ai bỏ chồng được hết. Đúng rồi. Tôi cũng đồng ý nữa. Cái con vợ là phải ở nhà giặt đồ, nấu ăn, coi con. Mày đặt đứng dậy hả? Cầm cương giặt mặt chồng. Cái con đàn bà mà làm tội á thì phải chịu. À, ông thấy tôi nói gì đúng không? Anh nói chuyện hay quá. Vô. Vô. Đàn. Anh hứa với tôi cái gì? Anh nhớ. Nhớ. Mình thống nhất như vậy đi nghe. Tôi nhớ chứ. Vô. Vô hết luôn không? Vô. Vô. Ai? Quá đã. Ông đi đâu vậy? Đi. Đi toilet. Anh đi không? Không. Tôi chưa mắc mà. Ông đi lẹ vô nha. Ông sao vậy chứ hổ? Không cần ai tôi hại tao hết. Tao không phải là thằng tàn phế. Tao không phải là thằng tàn phế. À, giỏi quá. Tôi nhậu tiếp à. Ba đồ quỷ này xe xưa vậy. Nhậu tiếp. Alo. Alo. Anh hả? Anh về chưa? Anh đang bận. Mà có chuyện gì không? Mai em muốn rủ anh đi ăn với mọi người á. Mọi người nào? Mấy chị ở trong hội bà bầu đó. Thôi em cứ đi đi, anh không đi đâu. Vậy nha. Đây. Tối nay á, ngủ ở đây. Dì dọn hết cho con rồi đó. Dì đừng có cưng chiều con quá. Mai mốt con hư á. Tại vì bữa nay á, anh Quốc ảnh đi trực đêm cho nên con mới qua làm phiền dì nè. Ôi con ơi, ăn thì nhiều chứ ngủ có bao nhiêu đâu con. Tao ở đây tao ngủ một mình tao buồn muốn chết. Lâu lâu bay qua đây bay ngủ với tao nói chuyện cho vui. Mà dì thấy con số khổ quá. Có nhà mà không được về. Con thấy mình cũng đâu có khổ hay là thiệt thòi gì đâu dì. Chỉ cần người con thương mà vui thì con cũng vui rồi. Tao không biết là mày tốt hay là mày khờ nữa. Tại vì con tốt quá đó cho nên con mới gặp được người tốt như dì thêm nè. Dì thêm không có tốt đâu. Hả? Dì thêm không phải là người tốt hả? Ừ. Không lẽ dì là... Dì chỉ thương người thôi. Dì này. Thôi ngủ đi nghe không. Ngủ cho ngon, không có suy nghĩ gì hết trơn á. Mẹ mà vui vẻ thì em bé mới vui vẻ, hiểu chưa? Dạ. Ừ, ngủ đi con. Chị. Chị về rồi hả? Chị. Trời, khoai lang nó ngủ chưa? Nó ngủ rồi. Nè chị, có cái này hay lắm. Bảo đảm là chị sẽ bất ngờ cho coi. Chuyện gì vậy? Đây nè, cái tờ báo này nè. Lạ hả? Chiều nay họ gọi em. Họ muốn mời em làm người mẫu chụp hình cho họ đó. Chị, sao vậy? Chị không có vui hả? Chị thấy em vui thì chị cũng vui. Nhưng mà chị nghĩ em chỉ nên dừng lại ở mức chụp hình mẫu cho một số nhãn hiệu thời trang đó thôi. Chị đừng có nên lựa chọn con đường đó. Chị nói con đường đó là sao?
Em không hiểu. Em đừng có hiểu lầm ý chị. Chị thấy cái thế giới của người mẫu và nghệ thuật nó rất là phức tạp. Mà một người xinh đẹp giống như em thì sẽ không bao giờ thiếu những lời mời chụp hình làm mẫu đâu. Thiệt hả chị? Em xin thiệt hả chị? Ừ. Nhưng mà chị muốn em tập trung hơn vô việc học hành. Ừ. Sau đó rồi em đi tìm một công việc làm cho nó ổn định rồi nuôi con. Ờ, nhưng mà em thấy đó, cái hội bà bầu của tụi chị đang rất là nhiều người chú ý. Nhưng mà chị nghĩ là từ trước tới giờ chưa có một ai đứng ra làm cái hội đó. Bây giờ tụi chị đứng ra làm, người ta thấy lạ người ta đến thôi, chứ không hẳn là người ta thật sự quan tâm đến đời sống của những bà bầu. Em à, sự nổi tiếng lúc nào nó cũng có mặt trái và mặt phải của nó. Chưa kể đến nó còn là con dao hai lưỡi và có thể giết chết em bất cứ lúc nào. Nhưng mà em chỉ thấy là em chỉ cần chụp vài tấm hình thôi, người ta sẽ trả cho em tiền nhiều bằng em làm cả tháng cực khổ đó chị. Rồi em còn được mặc quần áo đẹp nè, xong rồi nhiều người biết đến em nữa. Cái đó chỉ là cái trước mắt mà em thấy. Và chị biết là bây giờ em còn nhỏ lắm, em chưa có hiểu hết những gì mà chị nói với em đâu. Chỉ là chị cũng không thể nào mà bắt em làm theo ý của chị được. Nhưng mà chị muốn em hiểu, tất cả những gì mà tụi chị làm là muốn tốt cho em, và nhất là tốt cho Khoai Lang. Ừ. Dạ. Em có hiểu chị nói không? Em hiểu rồi. Ừ. Cảm ơn chị. Thôi, chị vô tắm nha. Dạ. Sao chị không thích cho mình nổi tiếng ta? Bà ơi, có chuyện nữa rồi. Cái gì, bộ nhà trái tới nơi hả? Trời ơi, còn hơn nhà trái nữa. Chuyện gì? Nè, Mợ Lam bỏ đi rồi. Mày nói Mợ Lam đi hả? Dạ. Con vô phòng, con kêu Mợ Lam ra ăn sáng, con không thấy Mợ Lam đâu hết trơn á. Con kiếm khắp phòng không thấy Mợ Lam đâu hết trơn á. Con thấy tờ giấy để lại trong phòng thôi. Sao mày không đọc đi? Trời ơi, con đâu biết chữ đâu. Con chỉ thấy là hai trái tim này nó chẻ nữa thôi. Chuyện gì vậy? Ông ơi, có chuyện gì mà om sòm vậy? Ông coi đi, Mợ Lam bỏ đi nữa rồi. Nó bỏ đi nữa rồi nè. Trung Kiên, em sẽ để anh tự do. Anh và mọi người không cần tìm em. Chào anh. Cái chuyện gì kỳ vậy? Vậy là nghĩa làm sao? Cậu kia biết chuyện này chưa? Dạ chưa. Dạ thưa bà, còn chuyện này lạ nữa nè. Con vô phòng á, con không thấy cậu kia nó trơn á. Đúng như mình suy nghĩ, bọn quạ diều hâu kền kền đã bắt đầu xuất hiện rồi. Cuckoo. Ui, bà Khánh, có chuyện gì mà nhìn mặt bà căng thẳng vậy? Phóng viên báo mạng nói là có người kiện tôi, xúi dục vợ của anh ta bỏ nhà ra đi, rồi còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản nữa. Đúng là quá đáng mà. Ủa, cái gì kỳ vậy? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà chắc chắn chuyện này á, phải có ai cố tình gấp lửa bỏ tay người rồi. Tôi phải làm cho ra lẽ. Mua cái gì đây con? Dạ, bán cho con bịch bánh tráng. Con mua một bịch nữa. Có siêu nhân giá rẻ nè. Con không mua. Dạ thôi. Không mua hả? Dạ. Siêu nhân giá rẻ đây. Mấy đứa có hàng mới nè con. Có hàng mới, có công chúa nữa kìa. Có siêu nhân nè, mua đi. Dạ không ơi. Ủa, bà này là thành viên của hội bà bầu thì phải. Bà mình đã đọc trên báo phải không ta? Công chúa siêu nhân nè mấy đứa ơi. Hàng mới đây. Siêu nhân công chúa. Công chúa siêu nhân. À, anh mua siêu nhân về cho con trai anh chơi đi anh. À, dạ không ạ. À, tôi xin tự giới thiệu với dì. Đây, tôi là phó tổng biên tập của một tờ tạp chí. Ủa, tạp chí là cái gì? Là báo đó. À, anh là nhà báo hả? À, dạ. Chứ không có mua đồ hả? Dạ không. À, tôi thấy dì hình như quen quen. À, hình như dì là thành viên hội bà bầu phải không ạ?
Dạ đúng rồi tôi đó. Ủa giờ anh có bầu hả? Nè, có gì thắc mắc nói đi, tôi tư vấn giùm cho. Dạ không, dạ không. Tôi tới đây có thể phỏng vấn gì vài câu được không ạ? Tôi có biết gì đâu mà phỏng vấn tôi trời. Có đó. Có hả? Tôi được lên báo hả? Được. Đánh lại. Đừng lại. Gì vậy anh? Chạy xe ôm gì dưới trường đâu vậy hả? Trả tiền đi ông. Cảm ơn. Chạy nó ra. Ôi dạ. Nè, bây giờ anh tính sao đây? Có hợp đồng mở tiếp hay không? Đặng tôi còn cho người khác thuê nữa. Tôi gọi điện thoại cho vợ anh đó, thì vợ anh nói vợ anh không biết. Anh tính lẹ lẹ đi. Chị cứ yên tâm đi, trong tuần này tôi sẽ trả lời cho chị nha. Lẹ lẹ giùm đi nha. Không á thì mít lòng lắm. Tại vì cô Khánh có ơn với gia đình tôi. Cổ á đã từng giúp gia đình tôi kiện tụng, cho nên tôi mới lấy giá thuê tốt như vậy. Ủa, mà ảnh với cô Khánh đi vậy rồi hả? Làm gì có. Vợ chồng nào không có lúc gây lộn với nhau? Vợ chồng bà có lúc gây lộn với nhau không hả? Tôi chưa có chồng. Nhưng mà ông làm sao thì làm nha. Ông mà bị bà Khánh bỏ là coi như hết xài luôn á. Nhìn bỏ quả cho độ vậy mà sao bỏ giàu dữ vậy trời. Con không có muốn ăn mà. Con chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Con. Con sao vậy hả? Ở bên đó vừa gọi điện qua hỏi thăm con, coi con có về bên đây không nè. Rồi mẹ có nói là con ở đây không? Thì con dặn sao mẹ nói y như vậy. Mà tụi bay cứ gây chuyện vậy cho nên mẹ phải nói dối à. Mẹ lớn tuổi rồi chứ có phải con nít đâu. Thiệt khổ thân hết sức luôn á. Thì con cũng đâu có muốn vậy đâu. Tại mẹ chồng con với anh Kiên con thôi. Giờ mẹ chồng con đâu có còn coi con là dâu trong nhà nữa. Sao con nói vậy được? Mà có chuyện gì con nói cho mẹ nghe coi. Cứ úp mở mở hoài vậy sao mẹ biết được. Thôi mẹ không cần biết đâu. Cứ để con tự lo đi. Sao con tự lo được? Con là con gái của mẹ nè. Mẹ gả con cho người ta, lỡ như con làm điều gì không phải, người ta nói là mẹ không biết dạy con để con hư làm sao. Nghe con mệt quá à. Thôi mẹ đừng có hỏi con nữa. Mẹ cứ tra hỏi con hoài cũng nhức đầu lắm.
Mẹ hỏi nữa là con nhịn ăn con tuyệt thực luôn á. Lúc đó ngay cả con và cháu ngoại của mẹ cũng bị đói. Trời đất ơi, con đói gì vậy? Con, mở ra. Mở ra không? Không à. Mở ra không? Mở ra không? Mở ra. Mẹ nào bắt con ăn con cắn. Là người liên lạc với tôi qua điện thoại không vậy? Đúng. Rồi mọi người tập trung nè. Đây là kế hoạch hoạt động sắp tới của hội bà bầu chúng ta. Lệ Hoa, Mỹ Hồng, bà giữ bản này cho Hồng Lam luôn. Phương Vi, mọi người mở ra. Ở trang 2 á, là kế hoạch thăm những bà bầu ở xã nghèo ở vùng ngoại thành. Và trang 4 sẽ là kế hoạch tư vấn pháp luật và tư vấn dinh dưỡng miễn phí cho những bà bầu hoặc là những người thân của họ. Công nhận nha, bà Khánh bà kỹ, bà ghi chi tiết mà dễ hiểu nữa. Bà khen thừa quá. Dù sao người ta cũng là luật sư, kinh nghiệm bao nhiêu năm. Cái này chỉ là kế hoạch sơ bộ thôi, còn rất là nhiều thiếu sót. Câu lạc bộ của chúng ta còn mới nên chúng ta sẽ còn gặp không ít khó khăn đâu. Hy vọng là mọi người đừng dội nắng lòng. Bà Hồng hả? Nhớ là phải đưa cho Hồng Lam bản này nghe chưa? Tôi nhớ rồi. Ê hả? Bà có biết hôm nay sao bà Hồng Lam không tới không? Bộ bà bị mệt hả? Thì đó, bà Vi nói nè, trước đó thì vẫn bình thường, không hiểu bây giờ có chuyện gì không nữa. Chứ bình thường á, tính tình bà sốt sắng lắm, bà lo lắng hết chuyện của hội, có chuyện là bà chạy tới liền, chưa bao giờ bà bỏ bê như vậy hết. Ê, hay là lát nữa tụi mình qua thăm bà, coi bà có bị làm sao không, bà thấy sao? Cũng được á, sẵn tiện á tôi đem qua đưa cho bà mấy hồ sơ này luôn. Tưởng nghĩ làm văn phòng rồi là không đụng chạm ba cái giấy tờ kế hoạch, ai dè đâu không thoát được tay đại luật sư. Ê gì? Bà Đại, cho tôi miếng xoài coi. Nè, thôi nè, tập trung lo họp đi, coi mấy cái bản kế hoạch đi. Ở đó mà ăn nói lung tung hoài vậy. Chả nè, tôi đâu có nói linh tinh gì đâu. Tụi tôi khen bà vừa giỏi giang vừa xinh đẹp nữa. Có bà trong hội á, giống như là hội có thêm cả ngàn cánh tay vậy đó. Đúng rồi đó, có bà là giống như là hổ mọc thêm cánh gì đó. Bà Hồng á, bà chỉ được cái dẻo miệng thôi à, chứ còn gì nữa. Mỹ Hồng đẹp á là nhờ cái miệng mà. Miệng bà sẽ đẹp bằng miệng tôi. Thôi đây nè, tập trung đi. Còn chuyện này tôi muốn nhắc nhở mọi người, kể từ bây giờ nếu như mọi người nhận bất kỳ một cuộc điện thoại nào phỏng vấn mà dưới danh nghĩa của hội thì làm ơn báo trước cho Khánh một tiếng. Ok. Đúng rồi, phòng ngừa trường hợp tụi mình bị gài bẫy đó. Phải nên nhớ, tất cả những hành động và lời nói của mọi người dưới danh nghĩa của hội sẽ làm ảnh hưởng đến những người còn lại. Nghiêm trọng như vậy hả? Trời, nghiêm trọng quá luôn đó hen. Có rất là nhiều chuyện phức tạp mà mình không thể nào lường trước được. Tôi chỉ nhắc trước để mọi người cẩn thận hơn thôi. Yên tâm đi. Thôi được rồi, mình họp vậy đủ rồi. Tự nhiên nhắc tới mấy cái quy định này nọ, sao tôi thấy đau đầu quá. Hay là tụi mình đi thăm bà Hồng Lam đi. Ê, khoai đã nè, ăn trái cây đi rồi hả đi. Thôi đi thăm bà trước đi. Trời ơi, lẹ đi. Thôi bà ấy lại ăn đi xong rồi giữ tiệm luôn ha. Trời đất ơi, cái gì mà cứ bỏ mình lên tôi hoài vậy trời. Dạ, mời anh. Cảm ơn em nha. Dạ. Cậu thật sự có những nguồn tin tốt như vậy sao? Nếu không, tôi không có tự tin mà gọi ông ra đây. Tôi biết ông cũng có hiệp khích với giống bà bầu đó. Đó chỉ là chuyện cá nhân thôi, không thể nào đem đó là lý do để bàn chuyện làm ăn được. Làm ăn cũng được, kinh doanh cũng được, miễn sao chúng ta được đạt được mục đích của mình thôi. Đương nhiên, nếu như những tin đó thật sự câu khách đúng như lời cậu nói. Nếu vậy thì tôi yên tâm rồi.
Đổi lại, tôi bảo đảm ông sẽ có những tin hot nhất, chấn động nhất. Đó.